thưa quý vị, một mùa trung thu nữa lại đang đến rất gần rồi. Và khi mà nhắc đến những món đồ chơi truyền thống gắn bó với dịp trung thu thì có lẽ là chúng ta nghĩ ngay đến đèn ông sao này, rồi chiếc đèn cầy để kéo quân, hay là mặt nạ giấy bồi, đúng không ạ? Những hình ảnh tưởng chừng như là chỉ còn ở trong ký ức thôi và đã vang bóng một thời rồi. Thế nhưng thưa quý vị, là càng trong những thời gian gần đây thì những hình ảnh đó lại đang trở lại rất là mạnh mẽ, đặc biệt là dưới sự sáng tạo của những người nghệ sĩ luôn luôn khao khát làm sao để gìn giữ được giá trị truyền thống, và đặc biệt hơn họ đều là những người nghệ sĩ còn rất trẻ. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gặp gỡ và trò chuyện với những người nghệ sĩ rất trẻ đó, yêu văn hóa dân tộc Việt Nam, những người đã mang tới trường quay của Cà Phê Sáng những bộ sưu tập rất đặc biệt trong mùa trung thu năm nay với một cái tên đó là Trung Thu Cho Em. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Người đàn ông mặc áo hồng đang ngồi bên cạnh chúng tôi xin được giới thiệu, nhà thiết kế Lê Hữu Phúc, và người đàn ông ở phía xa kia một chút, họa sĩ Dương Đức Mạnh. Xin chào hai bạn, cảm ơn hai bạn đã tới với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đang rất tò mò về bộ sưu tập của các bạn. Hãy giới thiệu một chút về bộ sưu tập của các bạn, tên rồi ý nghĩa mà các bạn mang tới trường quay ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn MC. Thì chúng mình hôm nay mang đến trường quay là một bộ đồ chơi dành cho Trung Thu có tên là Mùa Thu Của Em. Thì cái bộ đồ chơi này chúng mình được lấy cảm hứng từ những cái điều rất bình dị, từ những điều rất đơn giản. Đó là những cái kỷ niệm của chúng mình về mùa thu, về những cái món đồ chơi Trung Thu. Ví dụ như là mặt nạ giấy bồi này, hay là những cái đầu lân được tự tô vẽ bằng thùng cắt tông, hay là những cái món đồ chơi ví dụ như là đèn ông sao, đèn kéo quân được tự dán bằng cơm nguội, hay là những cái tàu thủy, tàu hỏa được làm bằng vỏ lon. Thì những cái đấy chúng mình biến nó thành một cái bộ sưu tập để cho mọi người có thể sưu tập. Và mọi người có thể thấy ở đây, ví dụ như chúng mình làm những em bé rất Việt Nam, ví dụ như có một em bé đội mũ cano, hay là em bé đeo khăn quàng đỏ, là những cái đặc trưng mà của những em bé nhi đồng Việt Nam mà rất ít nơi trên thế giới có, là những cái đặc trưng mà chúng mình muốn mang đến, muốn giới thiệu. Tôi cũng có thể nhận ra là những hình ảnh này rất là ký ức đó anh. Và điều mà tôi còn tò mò hơn nữa là, ví dụ như với các bạn thì tôi hiểu là các bạn vẫn đang còn rất trẻ, và những hình ảnh này có thể là mình được nghe kể lại thông qua lời kể của cha mẹ, của cô chú thôi. Nhưng mà bạn đã lấy được những cái hình ảnh đó ở đâu, nó sống động như thế nào để bạn có thể tạo nên được tác phẩm của mình? Với chúng mình thì chúng mình đã, cái bộ sản phẩm này nó không thể thành công được nếu như mà không có sự góp sức cũng như là hỗ trợ đến từ tất cả mọi người trong nhóm. Thì mình cùng với các cộng sự ở Nam Phong Studio, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu cũng như là ngồi với nhau bàn luận với nhau về những cái mà trong dịp Trung Thu sẽ có, những thứ trong dịp Trung Thu sẽ có, như là đồ chơi này, rồi là những cái hình tượng đấy nó như thế nào, và liên tưởng lại với bản thân mình cũng như là qua những cái lời kể đấy để có thể tôi thấy là từng chi tiết, đúng không? Các bạn tái hiện trên từng chi tiết, ví dụ như là chiếc khăn quàng đỏ này đấy, rồi là những chiếc đầu lân như thế này này, nó cũng đặc biệt, đúng không? Những cái đầu lân này cũng là một cái hình ảnh rất đặc biệt. Ví dụ như là đầu lân này chúng mình làm là đầu lân dựa theo nguyên mẫu, là đầu lân làm bằng giấy bồi, nó không phải là những cái đầu lân mà có lông, có bờm hay là có mắt hấp hai giống như là những chiếc đầu lân của Trung Quốc, và đây là những cái đầu lân hoàn toàn Việt Nam. Tôi thấy ở đây là có những cái sản phẩm mà đây là chắc là chưa tô màu vào, đúng không ạ? Nó rất là đẹp, và sờ vào thực sự là rất là ấn tượng. Và nhìn những hình ảnh này thì ngày trước, mấy hôm trước vừa rồi thì chị Quỳnh chắc là vẫn còn nhớ là MC có cái trend là ngày ấy bây giờ, đúng không ạ? Và thực sự là nhìn những hình ảnh này chúng tôi thực sự nhớ lại tuổi thơ của chúng tôi, của ngày trước nữa, rất nhiều người sẽ như vậy. Cơ duyên nào mà hai bạn có những ý tưởng như thế này, và trong cái quá trình làm thì các bạn có mất nhiều thời gian để tạo ra những sản phẩm này hay không? Trong cái cơ duyên thì nó cũng một phần nó đến từ những cái mà chúng mình muốn mang lại cho mọi người. Đấy là những cái hình ảnh tuổi thơ, những cái ký ức, rồi là những cái món đồ chơi mà đến bây giờ nó không còn xuất hiện nhiều nữa. Mình muốn đưa đến lại cho mọi người, cho những bạn trẻ bây giờ có thể nhìn thấy được. Ngoài ra thì với cái bộ sản phẩm này chúng mình cũng đã sử dụng một loại chất liệu mới. Đấy là chúng mình sử dụng ni lông kết hợp với cả bột đá và composite để tạo ra một loại nguyên liệu tái chế với một cái mong muốn rất là đơn giản thôi. Một cái nhu cầu rất là đơn giản đấy là sử dụng những cái loại ni lông không còn sử dụng đến nữa ở trong xưởng, trong chính xưởng của chúng mình.
thì chúng mình tận dụng nó, nghiên cứu trong một thời gian rất dài để có thể đưa ra một cái sản phẩm như thế này. Trong cái nguyên liệu của các bạn là nó đã rất là đặc biệt bởi vì nó mang theo cái ý nghĩa bảo vệ môi trường. Nhưng mà cụ thể chi tiết hơn bạn chia sẻ thêm được không, là các bạn đã sử dụng ni lông như thế nào, các bạn làm ra sao? Dạ vâng, chúng mình đã cắt nhỏ ni lông ra, sau đó trộn cùng với cả bột đá và composite nó như một cái chất đội để có thể đúc lên được những cái cốt như thế này, sau đó sẽ làm sơn mài và vẽ tay chuyện bằng sơn mài lên cái bề mặt của cái sản phẩm này. Bạn cho mình mượn nhé, mình xem là ôi nó khá là nặng đấy, tức là đặt luôn đúng không bạn? Dạ, vâng, đặt luôn và sau đó mình tạo khuôn. Như hình ảnh như thế này tôi nhớ đến những cái lúc mà chúng ta đi tô tượng đấy ạ. Nó hoàn toàn có thể trở thành một cái ý tưởng để các bạn nhỏ tô tượng. Mọi người có thể thấy ở đây là những cái ni lông đã được cắt nhỏ ra. Ở dưới đây luôn ạ. Được độ vàng. Thực ra là cái nhu cầu đấy rất cơ bản thôi, là khi mà bọn mình sản xuất và sinh hoạt ở tại Lam Phong Studio, tại xưởng của chúng mình ấy, thì cũng sẽ thải ra rác thải ni lông. Thì bọn mình muốn là trước tiên, trước mắt là sẽ xử lý, tự xử lý được những cái rác thải của chúng mình đã và lan tỏa cái thông điệp về bảo vệ môi trường. Cho tôi hỏi một chút là đây có phải là những cái dự án đầu tiên của các bạn cho những cái chất liệu này hay không? Và trong tương lai thì các bạn sẽ dự định là sẽ tiếp tục cái kế hoạch của mình như thế nào với những cái mô hình kiểu như thế này? Đây thì đương nhiên là đây là sản phẩm đầu tiên mà chúng mình sử dụng cái chất liệu mới này. Và đương nhiên là trong tương lai bọn mình sẽ cố gắng để có thể lan tỏa những cái thông điệp về bảo vệ môi trường và những cái thông điệp khác nữa vào những cái sản phẩm của chúng mình. Ví dụ như cái bộ sản phẩm mùa thu này thì đương nhiên là trong cái thời gian gần đây đất nước, cả nước đang trải qua những cái ngày rất khó khăn gồng mình với bão lũ, thì bọn mình cũng muốn truyền tải một cái thông điệp cũng như là một cái điều mong ước qua cái bộ sản phẩm trung thu này, là mùa thuận gió hòa và mong rằng là bão lũ sẽ sớm qua đi để có thể là tất cả mọi người cùng các em nhỏ sẽ có một cái mùa trung thu yên bình, an toàn và hạnh phúc. Một mùa trung thu tròn đầy của sự đoàn viên, của những điều bình an. Cảm ơn các bạn đã mang đến cái tinh thần đó cùng với thông điệp đã lan tỏa về tinh thần bảo vệ môi trường. Và hy vọng và cũng xin chúc được cho các bạn sẽ có thể phát triển nhiều hơn nữa những dự án trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều.